nguồn gốc của thạch tử, thạch thần, ông tà. Thạch tử là một chân hồn của sỏi đá, đã tản sau một thời gian dài hấp thu tinh hoa, linh khí trời đất, tánh linh được thức tỉnh, có thể thị hiện thành thân ảnh sống động, được gọi là thạch tử, thạch thần hay thạch tinh tử. Các chân hồn của người, động vật, thực vật khi chết đi có sự nương tựa ẩn thân nơi sỏi đá, đá tảng sau một thời gian dài có thể hòa hợp tâm tình của mình với tâm thức của chân hồn sỏi đá ấy thành một chân hồn thống nhất. Chân hồn này có tâm tình quan tâm đến sự sinh tồn của muôn sinh quanh mình. Lúc bấy giờ chân hồn đã hòa hợp ấy trở thành một anh linh thạch tử. Những phiến sỏi đá, đá tảng bình thường do niềm tin ý nguyện của rất nhiều người vọt đặt vào ấy, sau một thời gian dài sẽ dần dần được đánh thức tánh linh. Từ một hòn đá bình thường có thể trở thành một hòn đá linh thiêng, có một số thần thông nhất định cũng được gọi là thạch tinh tử. Hình dạng, tính chất đặc trưng của thạch tử, thạch thần, ông tà. Thạch tử có thể thị hiện thành nhân dạng với đầy đủ các hình thức như nam tử, nữ nhân, đồng tử, lão nhân, lực sĩ, v.v. Các thân ảnh nhân dạng ấy thường có màu sắc tương ứng với màu sắc của sỏi đá, đá tảng để được hóa hình thạch tử. Vậy nên đa số thạch tử có da màu xám, hơi nâu đen hoặc đen. Có ít thạch tử thể hiện sắc da trắng xanh, trắng tươi. Thạch tử có thể giúp những người hoặc khi tiếp xúc, tiếp cận được cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Vì thạch tử sẽ hấp thu những năng lượng rối loạn của người vật ấy rồi trung hòa các năng lượng đó. Từ đó những vướng mắc, rối loạn cả thể xác lẫn tinh thần của người vật sẽ được giải tỏa, xả được các phiền não, bức bối trong thân tâm. Các chướng khí, vật khí tiêu cực cũng có thể được thạch tử trung hòa, làm cho những việc rắc rối, dễ gây khó chịu, mệt mỏi với người vật đều trở nên dễ chịu, dễ sống hơn. Thạch tử khi đã thức tỉnh tánh linh của mình, tu tâm dưỡng tánh, độ duyên cho chúng sinh trong khu vực mình an trú. Thạch tử ấy được tin thờ là một vị chánh thần trong vùng đó. Sau một thời gian dài độ duyên, thạch tử ấy có thể trở thành thạch tiên tử, là phẩm vị có sự tinh tấn về ngộ tính và thiện hành gần với đạo hơn. Phương thức tương thông, cảm ứng. Những ai tin tưởng vào thạch tử, thạch thần có thể để tâm tình giản đơn chân thật của mình chia sẻ một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Người có niềm tin có thể đặt ở nhà một phiến đá nhỏ, thường xuyên chia sẻ, tâm sự với phiến đá ấy cũng là một cách để có thể giải tỏa những rối ren, phiền não của mình trong đời sống thường ngày. Về lâu về dài, ngoài tác dụng chữa bệnh về tinh thần, giúp điều hòa khí cho cơ thể người tiếp xúc, thì phiến đá ấy có thể thức tỉnh thành thạch tử, sẽ có những tương tác kỳ diệu trong cuộc sống. Một số trường hợp anh linh thạch tử có thể sáng nhập vào thân xác người bình thường để giúp người trị bệnh, hoặc chỉ cho người ta biết cách làm lành lánh dữ, sửa đổi các việc về thiếu hiểu biết mà vô tình sai phạm, khiến cho người ta gặp rắc rối, chướng ngại trong cuộc sống. Cần tránh việc mê tín và tự kỷ ám thị khi nói chuyện một mình với tảng đá, tránh bị lậm.